lắp wifi cho người dùng là bình thường rồi các bạn. Hôm nay mình đi lắp wifi cho gà luôn rồi các bạn ơi. Gà hôm nay cũng tiến bộ vượt bậc rồi đó, sử dụng internet luôn các bạn. Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ cùng các bạn theo chân mình đi đến lắp đặt một hệ thống wifi không dây như thế nào. Chúng ta cùng nhau bắt đầu ha. Đây, và đây là nhà khách hàng của các bạn ha. Ở trong này là một cái chuồng gà, và chúng ta bắt đầu đột nhập cái chuồng gà này ha, để lắp wifi. Đây là không gian ở bên trong của chuồng gà các bạn. Lúc trước ở đây hay bị bắt gà trộm lắm nè. Bây giờ mình sẽ lắp wifi rồi để thiết lập camera cho anh ấy, để anh ấy trông coi nhà ha. Cái dụng cụ mà anh ấy đặt hàng á là một cái bộ phát wifi Huawei, một anten các bạn. À, anten này loại anten 10 mét này các bạn. Đây. Mình sẽ đem đồ nghề ra và thực chiến luôn ha. Đây là quy trình mình lắp đặt cái chuồng gà này á, lắp đặt một cái wifi ở trong này là wifi không dây luôn các bạn. Đó, camera này camera ngoài trời có thể quan sát được ha. Đó. Đây, cái bộ phát wifi này là bộ Huawei B311. Sơn tìm chỗ đấu điện để bỏ cái này đi Sơn. Theo anh á là lắp cái này á là lắp ở đây nè, ở phía dưới này ha. Phía dưới vị trí này, vị trí này. Đó, rồi anten thì cái chỗ này á nó kín, anh ấy anh kêu là phải lắp anten các bạn. Đó, toàn là xung quanh là toàn là nhà thôi. Nơi kín nè. Anten thì anh nghĩ lắp ở trên cao này ha. Được không? Được. À. Dây này dây 10 mét là mình nghĩ là dư rồi, dây này là dư luôn rồi. À, vị trí này lắp 10 mét luôn được, 5 mét là được rồi. Đó. Ở khu vực này á, nó hay bị mất trộm lắm các bạn. Gà anh ta nuôi á, rất là nhiều luôn. Những cái con như này này, nó gà chiến á. Toàn là vài triệu con không á. Bây giờ mất hết. Đó, ở trong này là chuồng chỉ còn vài con thôi. Anh ấy quyết định là lắp camera để quan sát luôn. Đó. Cái loại này á, không dây. Bây giờ mình sẽ ngụy trang ha. Đây, ở đây nó có cái giỏ nè. À. Lấy cái giỏ này ngụy trang đi. Bỏ cái đồ wifi vô đây. Nếu ai mà biết được. Mình tìm chỗ rồi mình treo các bạn. À, treo trong góc đây. Cho dây điện vào đây luôn. Dây điện thì anh ấy để sau. Về anh tự đi dây điện riêng. Để mình lắp tạm ở đây. Cắm vào đây luôn ha. Đó, ở trong này là chúng ta thấy nè. Đó. Không ai biết là có wifi luôn ha. Thì cắm điện. Sơn ơi, kiểm tra thử cái điện như Sơn. Rồi, có điện rồi đó. Anten hả? Anten. Thôi, em cứ để cho sát ở đây đi, anh leo lên luôn. Leo lên trên này lắp anten. Cái này anh đâu ta?
lắp lắp camera cho anh không? Ở trên này là vị trí đặt anten nha các bạn. Vậy phải không? Rồi ok. Vậy là ở đây là bây giờ là vừa trông được chồng mà vừa được vừa giữ được gà luôn phải không? Ok luôn. Đây, cái hướng á mình thấy á, là cái hướng này nha các bạn. Cái hướng đặt cái này nè. Đó, tại vì cái chạm này theo cái hướng này nè ha. Ồ, anh quên lên ngóc rồi Sơn ơi. Đưa anh con à đây có rồi. Có khoang trên này rồi. Cả hai luôn á chị. Không chị, không như mưa gió cái này không ăn thua gì luôn á. Hay anten để trên cao này luôn các bạn. Anten nữa mình để càng cao càng tốt nha các bạn. Rồi. Chiều anten này các bạn lắp để như chiều như này luôn nha các bạn. Có nhiều bạn không biết á, các bạn cứ để thẳng đứng như này nó không hiệu quả đâu. Đó, mình đang canh đúng cái vị trí á, là cái trạm BTS gần khu vực này á, nó hướng ở hướng này để mình đo rồi. Thay Sơn cầm này đi cho. Rồi, dây thì không, cái dây này 10 mét các bạn, nên dư sức rồi. Cái này là chắc chắn rồi các bạn. Đó, gió là không bị sợ lung lay nữa đâu. Cái này di chuyển thì nó di chuyển luôn á. Ok. Rồi, xuống luôn cho. Rồi, cái dây anten này mình lắp luôn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ giấu cái dây này nè. Giấu cái dây này để cho người ta không biết được á. Hoặc là mình đi theo cái đường dây điện này đi. Đó. Rồi. Cái con hươu quay các bạn, đây này. Bây giờ mình sẽ lắp anten trước rồi. Cái sim này lại là kích hoạt là đúng không Sơn? Đúng rồi. À, như vậy chỉ lắp vô là xài thôi. À, bây giờ mình đi lắp cái camera các bạn. À, camera này là cái loại camera chống nước ngoài trời các bạn. Đó, cái này anh có thể đặt ngoài trời rồi anh quan sát được mấy cái người ăn trộm gà luôn các bạn. Cái này là anh chủ nha các bạn. Anh Thọ ơi, anh muốn lắp cái này ở đâu đây anh Thọ? Hay là em lắp theo ý thích của em nha. Dạ dạ, em thấy là chỗ khu vực ở trên này là nó không có lấy được này. À, lắp trên đấy luôn. Thôi hồi nãy mình biết mình lắp luôn lần các bạn. Với gà. Đó, đó này. Không, cái này lắp một con là được rồi. Ốc này luôn. Lắp ngồi cho tụi đủ trái này nha. Trời bắt gà thôi, đưa đủ rẻ tiền mà. Mở luôn tiền mất chiếc cây. Này giảm giá bao nhiêu số này? Cái này là lắp đặt là giảm giá rồi đó anh. À. Thôi, cái camera này góc rộng lắm các bạn. Nó quay được cái phía chuồng gà, phía bên hướng bên này nè. Cái chuồng gà, những cái con chiến là anh nuôi, anh để trong kia các bạn. Thôi, cái loại này là cái loại có dây, cắm nguồn. Mình sẽ câu dây cắm nguồn cho anh sau. Rồi, một cái cam
Cái cam này anh đặt ở trong chuồng gà luôn ha, nó rọi qua này, cái này á là thấy được bên trong bên ngoài luôn nè. Rồi đi dây điện sâu. Dây điện này đi sâu ha. Đại loại nó nằm trong đó, nó ngó ra phía bên này hai góc rồi. Camera lắp như này là ổn rồi nè anh Thọ. Bây giờ anh muốn anh chặt cái này ra là nó quan sát được hết luôn á. Dạ, chặt cái nhánh này nè là quan sát được hết nè. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với lại cái con B311 các bạn ha. Và bây giờ mình bắt đầu mình test cái thiết bị ha. SIM thì đã sẵn sàng bỏ trong hết rồi. Rồi nằm trong này hết các bạn. Đâu ai nghĩ trong này có bộ phát wifi đúng không ạ? Rồi mật khẩu á, thì phía sau á, những cái đèn như này là nó đã sáng hết rồi nha các bạn. Là cái này chúng ta hoạt động được rồi nè. Rồi mình sẽ nhập tên wifi thiết bị này. Thực ra thì những cái thiết bị này á, ở bên mình á, trước khi giao khách hàng á, là đã test hết rồi. Nên hiện tại mình cũng không cần test nữa, mình đăng nhập và mình sẽ xem tốc độ ở đây nó như nào ha. Speed test ha. 18, 19, 20, 21. Tốc độ này vô tư các bạn. Xem camera thì nó chỉ tốn tầm khoảng 1-2 mê thôi là có thể xem được camera rồi. Đó, tốc độ download upload cũng khá là ổn ha. Tại vì chúng ta để cái anten trên cao á thì hiệu năng của cái con này nó khá là ổn định luôn các bạn. Màu xanh nè. Đó, đèn thì full vạch luôn ha. Sóng full vạch luôn ha. Đó. Rồi. Nếu các bạn muốn lắp những cái bộ phát wifi mà tiện dụng nhỏ gọn á, thì mình nghĩ á, là bộ phát wifi di động như thế này nó sẽ rất là tiện cho các bạn luôn. Nó chỉ cần tốn 100 ngàn một tháng thôi mà chúng ta có thể sở hữu một bộ phát wifi, có thể lắp được camera này, có thể lắp được wifi cho chúng ta sử dụng ở trong khu vực này. Giống như anh này á, anh lắp cái này á, nó còn rẻ tiền hơn so với việc mà anh đi lắp wifi cáp quang các bạn. Đó. Chúng ta cũng không cần phải đầu tư quá nhiều tiền để lắp cáp quang. Khi cái nhu cầu chúng ta không đến thì chúng ta có thể sử dụng như thế này thôi. Những các bạn mà sử dụng ở khu không kéo được internet như đại loại như thế này á thì chúng ta có thể lắp được. Đó, và những cái khu mà sóng kém á thì chúng ta vẫn có thể lắp được những cái bộ phát wifi di động như thế này luôn. Em lắp xong rồi nha anh Thọ. Đây camera thì em lắp ở trong cái wifi em bỏ trong vỏ này nè. Đó anh cứ đi điện lại cho nó kín kín người ta không có biết được ha. Rồi. Còn cái này á thì anh cứ để như vậy đi. Cái camera á rồi anh chặt cái khúc này nó sẽ nó sẽ đúng rồi là nó sẽ quan sát được hết khu này luôn á. Còn cái cam ở trong kia á thì nó rọi ở phía bên này. Là anh quan sát được khu vực bên này luôn. Còn cái anten á thì anten để trên cao cùng luôn. Tại vì cái trạm phát sóng nằm phía bên này. Không, mình để trên cao cùng luôn. Đó. Đó, có gì thắc mắc á thì anh cứ gọi lên số hotline của tụi em á, 081626, em có dán ở trên đó luôn. Rồi có gì anh gọi trực tiếp lên tất cả bạn chăm sóc khách hàng á, mình sẽ liên hệ cho anh ha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Quay về rõ không? Thấy rồi, rõ lắm. Ok anh, cảm ơn anh. Cái quá trình lắp đặt wifi thì nó cũng đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần tìm cái vị trí nào á mà cái anten nó hỗ trợ thu sóng tốt á thì các bạn lắp đặt lên, rồi cái chỗ đường điện á thì chúng ta lắp vô ngay gần cái khu vực đường điện á thì chúng ta sẽ có được internet thôi, lắp sim rồi vô rất là đơn giản. Lần sau thì mình sẽ làm những clip á mà đi đến những cái khu vực sống kém á để lắp được internet cho các bạn, tại vì nhiều bạn yêu cầu á mình lắp thực tế để xem như nào á các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những video lần sau.